Đây là video phân tích tổng hợp thì chúng ta đã biết được khi thị trường nó đổ đến 500 tỷ thì Dogecoin nó cũng lên. Những ai sở hữu Dogecoin chúng ta sẽ có những cái sự hưng phấn riêng của mình. Tức là chúng ta cũng không cần biết nhiều, chúng ta thấy giá nó rất rẻ, hiện tại là 19 Satoshi, là một trong những con thấp nhất thị trường. Nhưng khi mà chúng ta thấy được, tôi có nói với rất nhiều các bạn, đặc biệt là các bạn sinh viên, thấy rằng là chúng ta đang còn phải ăn học, còn phải nhiều cái để chúng ta có được cái vốn nhỏ, thì ngoài những người triệu phú ra, họ mua hàng trăm bit, họ mua hàng 10 bit và họ giao dịch rất nhiều trong thời gian qua, thì tôi cũng nói với các bạn là hãy dùng một e thôi, tức là trước đây chỉ có 8 triệu hay 5 triệu để chúng ta mua, thì chúng ta mua Dogecoin và mua Dencoin. Những ai đã theo dõi tôi, đây là hai con rẻ nhất thị trường. Thế nếu thị trường tăng lên đến 500 tỷ đến 700 tỷ thì chúng ta có thấy Dencoin và Dogecoin là một trong những con rẻ nhất, nó cũng lên. Hiện tại nó lên 300, đúng không? Hôm trước thì là vùng 600, là gấp đôi. Do vậy là cái việc mà mua Dencoin với Dogecoin là một trong những cái cách để biến 1E thành 10E trong thời gian tới. Satoshi nó lên 11 và 19. Vậy thì Dogecoin chúng ta biết, rất nhiều người biết. Dencoin chúng ta biết đây là một trong những cái nền tảng công nghệ rất là tốt. Một market của nó mua tại HIT BTC, chúng ta có thể mua Dogecoin tại HIT BTC hoặc là Ether Delta rất là nhiều. Tuy nhiên chúng ta hãy xem cái social của nó rất tốt, đúng không ạ? Các cái nền tảng app GrabMart tại Korea và rất nhiều các cái thông tin để họ đặt các cái trạm vệ tinh dành cho mobile trong Dencoin trong thời gian tới. Thì vậy Dogecoin và Dencoin là một trong những cái tôi muốn gửi tri ân đến tất cả các bạn trẻ, người đã theo dõi tôi và người đã chắc chắn là không có vốn rồi, vốn ít, và họ rất là thích về công nghệ nhưng mà họ chưa biết mua như thế nào, thì hãy mua Dogecoin và Dencoin. Cái này rất là rẻ thôi ạ, nó chỉ một vài triệu Việt Nam đồng mà chúng ta cũng có thể mua được hai con này. Vậy những người mà muốn học, muốn biết, muốn thay đổi một chút thì chúng ta hãy mua Dencoin và Dogecoin và cùng liên lạc với tôi. Cái cách đặt mua lệnh chờ ra sao để chúng ta mua được cái giá tốt. Khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ có được những cái quả pump như thế này, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta mua giá rất thấp mà có những quả pump như này, có những quả pump này, sau đó chúng ta lại đặt lệnh chờ. Tôi đang chờ Dencoin ở giá 200, bạn đang chờ bao nhiêu? Có thể là 100. Vậy đây là 300 và hôm trước thì nó lên đến 600. Do vậy là gì ạ? Chúng ta có cái cách để chúng ta mua. Điều gì sẽ làm cho Dencoin và Dogecoin lên? Thứ nhất là chúng ta theo dõi ở mảng social, sau đó một market, cộng với các tin tức từ phía tôi để chúng ta phân tích Dencoin đang làm thị trường, đang làm event như thế nào, Dogecoin đang làm event ra sao. Vậy thì hai con 19 Satoshi và 11 Satoshi là một trong những yếu tố để chúng ta có thể nhân cái tài khoản của chúng ta lên 5 lần hoặc 7 lần với một e. Thứ hai nữa, hai con này Dencoin và Dog để cho chúng ta thấy được là đầu tư gì với vốn ít. Chúng ta có thể đăng ký trong website đầu tư gì.vn hoặc là theo dõi kênh của tôi. Đấy là cái mà tôi muốn gửi lời tri ân đến cho một số bạn. Điều gì sẽ xảy ra khi 700 tỷ đổ vào? Các con coin khác thì rất là đắt rồi, chúng ta mua thì chúng ta chỉ mua được nửa con hay một con hay là như thế nào đó. Nhưng đối với Dencoin và Dogecoin chúng ta có thể theo dõi. Xin được cảm ơn và kính chúc mọi người một ngày vui vẻ và hiệu quả. Xin được gửi lời tri ân đến một số bạn như bạn Hải, bạn Hà luôn động viên tôi và đặt ra những câu hỏi rất hay, làm thế nào để 1E trở thành 15E và thành 60E. Đó là cái mà tôi muốn gửi đến mọi người. Xin được cảm ơn.